Tới công chuyện sáng hôm nay, thiếu nữ Suka xinh đẹp thức dậy trong giấc ngủ mơ màng thì đã nhận được một phần quà của fan ruột từ ngoài chợ gửi vào, một phần cháo thịt siêu ngon siêu VIP luôn à nha. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Hoàng Linh miền Tây kết nối trái tim Việt. Suka ơi, khán giả tặng cháo kìa. Sao thấy ngon không? Đâu ăn thử muỗng thử đây. Miếng rồi. Ồ, cháo của anh yêu tặng ngon ha. Cháo đó cháo gì Suka? Cháo thịt. Cháo thịt hả? Ăn thêm muỗng nữa nè. Ồ, ngon quá. Ngon sao ăn có một muỗng hả? Ngon không? Rồi, ngon không? Rồi để đó đi, để đó đi. Chút nữa ăn nghe, quay phim này ăn nha. Rồi tắt đi. Rồi Suka ơi. Dạ. Hôm nay có anh Niu tặng ở ngoài chợ tặng một cháo nè. Đó, biết anh Niu nào không? Không biết. Anh Linh hả? Quá trời. Không phải. Không phải, fan. Không, tức là ai cũng yêu thì Suka hết trơn á, yêu như em gái gì đó, thấy không? Fan tặng đó, fan ngoài chợ tặng đó, người ta xem mấy bữa gài đó. Mà chừng nào Suka khỏe lại bình thường mới có người yêu thiệt. Dám thì lão rồi. Nè, để vô tô đi ăn đi cho bồi bổ nha. Cái là cháo tặng Suka nè, tô là tổng. Nếu ngoài chợ đó, nếu người ta mến Suka đó. Người ta xem mấy bữa gài ngày ngày đêm đêm, người ta xem clip đó. Trời ơi, nghe nói anh Niu nghe. Mà chừng nào khỏe lại mới có người yêu nha. Dám tỉnh táo lên. Tỉnh táo lên, đừng có chồng, cho mẹ mẹ vui. Dạ. Suka ơi, khán giả tặng cháo kìa. Sao, thấy ngon không? Thấy ngon. Đâu, ăn thử muỗng nè. Thử đây. Miếng rồi. Cháo của anh yêu tặng ngon ha. Cháo đó cháo gì Suka? Cháo thịt. Cháo thịt hả? Ăn thêm muỗng nữa nè. Ồ, ngon quá. Ngon sao ăn có một muỗng hả? Ê Suka ơi, sáng giờ em làm gì vậy? Anh thấy em vô em làm gì dưới sàn quá trời nè. Sáng lụm rác chỉ lau nhà không à. Vậy đó hả? Dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ ha. Dạ. Giỏi dữ ta. Nặng khỏe là đi lấy chồng. Vậy là bữa nay hết đam mê đi cắt chỉ phải không? Ở nhà dọn dẹp nhà phải không? Nè, thấy khỏe đỡ đỡ chưa? Đỡ là đỡ luôn nghe, chứ không hướng nha. Phải uống thuốc chứ. À. Phải uống thuốc. Uống rồi, thuốc rồi, mẹ cho. Rồi, cố gắng điều đặn lên ăn cho mau khỏi nha. Có ngủ được không? Mẹ dạ được. Được mà đau lắm rồi. Lưng cái lưng nó đau đau quá. Làm cái gì mà đau trắng trắng. Chạy chắc để làm lâu lắm không? Thế đau luôn. Dạ. Không thôi anh dặn đó. Rồi, ăn đi, ăn luôn rồi không ai nữa. Tôi nguyên tôi cháo luôn. Dạ. Không phải nó ăn rồi. Đừng nguyên tôi cháo vô mấy anh em ăn luôn ha. Dương quá tốt bụng rồi. Ngươi lâu dài hả? Hôm qua ngủ tới 11 giờ, bữa nay ngủ tới mấy giờ? 6 giờ thôi, 6 giờ mấy thức rồi đó. Ồ, bữa nay thức sớm nha. Vậy là bữa nay nôn ăn lẩu hay gì đó. Dạ. Nhưng mà không có lẩu ăn đâu. Không có đâu. Không có lẩu đâu. Sao có trái cây ăn không? Ăn luôn. Có đâu. Biến cho. Ăn xài nè. Ăn xài. Me nè. Me. Gốc nè. Gốc. Chanh nè. Chanh. Cà na ăn không? Ăn hết luôn. Chọn món nào? Chọn món nào cũng ngon hết nè. Chọn món thôi chứ đâu. Me là me chua nè. Me ngọt. Me chua. Là canh chua nè. Cốc là cốc chua nè. Xài là xài chua nè. Ai dạ. Ăn không? Đồ chua không à? Đã không có. Không có đồ ngọt. Không có. Như thích ăn đồ chua hết đồ ngọt chưa ca? Đồ ngọt. Có đồ ngọt hả? Đồ ngọt, đồ ngọt. Nói quay phim người ta ghét. Chị nói phải nói chuyện đừng có nhõng nhẽo, éo nè. Người ta nói nhẽo. Cố gắng là đừng nhõng nhẽo. Tại tiếng mình nhẽo. Tại hả chứ không phải là. Ai đúng nói? Tại tiếng mình vậy thôi dễ thương. Nói cơ. Chị nào nói? Chị Út. Mà thấy có nhõng nhẽo không? Tại tiếng nói mình vậy mà. Đúng rồi. Mà hồi đó đúng có rồi. Không? Sao sửa được? Hồi đó có không? Hồi đó có nhõng nhẽo không? Sao bây giờ nhõng nhẽo? Ngộ hả? Chị Út nói vậy đó. Cởi đó anh ăn. Không nói chặt. Ngồi đó đi. Chút nữa anh ăn. Chơi. Chút nữa anh ăn. Thôi em ngưng nghỉ mệt rồi anh làm cho ăn. Làm lẩu cho ăn. Nói nghe nè. Ngồi đi. Ở đây khán giả đang thương Suka đó. Muốn anh em quay Suka đang ngồi xuống đi. Xem đó. Ngồi xuống. Ơi. Suka cũng quặn. Giờ là gửi lời cảm ơn khán giả thời gian qua đã thương em đi. Gửi lời cảm ơn khán giả đã thương. Bị gió. Thì vô. Suka.
Rồi rồi thì Dương hứa làm sao cho khán giả vui. Hứa hả? À. Hứa cho khỏe lại đó. Hứa khỏe mạnh. Khỏe mạnh lại ha. Mà phải cố gắng nữa, hứa là phải gắng khỏe mạnh nha. Dạ. Mình cho có chồng cho mẹ vui. Nếu ta có chồng cái là thì Dương cũng dọn đạn. Rồi nó. Không ơi. Nói chuyện đi. Họ nói chuyện chơi. Dạ. Anh ăn hết tô đi cả đi. Giờ này có làm cái gì đâu. Ăn đi. Không có ai làm, anh dặn. Anh hết tô đi, lặng em rửa cái tô. Chút đi. Nói chuyện đi không anh dặn đó. Đi mua xà bông rửa chén nữa kìa. Hết xà bông rồi. Hết xà bông luôn hả? Hết xà bông rửa chén rồi. Chút xíu anh thả qua mua. Cho tiền mua xà bông. Đi hả? Đi liền hả? Không, chưa có đi. Một chút mới đi. Cho nó siêng năng cái. Cho nó siêng năng cái. Phải đòi tiền cho em. Đây. Ôi, có ngàn, có ngàn mua được 16 ngàn đâu, 15 ngàn đâu đắp vô hả? Đủ mua rồi. Cái này sao không biết còn hả? À? Còn nhiều, còn nhiều đắp vô đúng không? Ủa đủ rồi. Đâu đâu rồi, điểm rồi, điểm rồi, điểm rồi. Ủa nhiều rồi, mình điểm rồi. Điểm cây thánh nè. Trời, chùa quá, tiền quá. Nhiều đó là đủ mua rồi. Hơn 3 chai nữa. Hôm qua, tới một xị, bao bất tiền hết mấy ngày. Đâu rồi. Hôm qua tới một xị. Sáng liền đúng. Hết rồi. Chết rồi lời. Bởi vì không có nói. Tiền tám bánh mì ngày qua đúng không? Em không nói. Rồi thiếu cái nồi lẩu rồi. Thiếu rồi. Rồi thiếu cái nồi lẩu. Nồi lẩu mấy trăm ngàn. Rồi thiếu cái nồi lẩu. Hôm qua bán bánh mì cả trăm ngàn, bữa nay còn có mấy chục ngàn. Sao còn có mấy chục gì ta? Yên rồi. Nấu rồi lẩu chai để tao hủ. Biết rồi rồi. Tàu hủ cũng không đủ nữa. Cái vụ cái đó kìa, đâu mất tiêu hết miếng rồi. Dạ. Nấu lẩu rau đi. Vậy chút xíu đi bắt ốc đi. Ê. Nấu lẩu rau được không? Lẩu rồi nhúng rau thôi, khỏi có thịt cá gì hết trơn á. Ăn hộp rồi tao. Đi ra 350 mới được nồi lẩu. Đâu dữ vậy? Trời ơi, em mua 350. Dạ, lẩu có gì giống lẩu rồi. Nghêu nè. Mực nè. Người cá cha nè, thịt bò khỏi hả? Thịt bò bỏ cá cha, cá đó là cá cha hay cá hú ta? Cá hú. Cá ba sa. Cá ba sa hả? Gọi về phải không? Cũng được vậy. Mực tôm, rồi nấm, nấm dài, rồi nấm cục. Rồi thịt bò thôi. Nấm dài, nấm cục là nấm gì? Nấm dài là nấm trắng nè, nấm kim châm. Rồi lẩu đó mình ăn thịt bò. Rau gì hả? Rau nhút. Nè, rau muống nè, rồi lại bắp chuối nè, bào ra. Rồi gì nữa? Rồi về nữa hả? Học. Gì nữa? Cái gì nữa? Rồi cà gió nè, rồi khóm nè. Đang suy nghĩ. Học. Học cái gì? Học. Rồi xả nữa. Rồi cái gì bất hâm? Củ ghiền nữa. Thôi đi gì lạ cho nó chay, chay nấm, chay nước lẩu. Lẩu hay củ ghiền. Lẩu hay có củ ghiền nữa. Không có để chay nước lẩu thì nó làm nước sốt. Củ ghiền đó là ăn món khác nha. Thôi ăn kho mắm luôn. À vậy là lẩu đó. Kho mắm luôn. Vậy nè, lẩu đó để củ ghiền rồi có để gừng nữa. Đúng không? Rồi có để ngại nữa. Xả nữa. Mắm tôm nữa nè. Mắm tôm đâu mà mắm tôm. Đúng rồi. Chay phải không? Củ ghiền đó. Chay tương ớt tương cà. Rồi, lá mơ nữa nè. Đúng rồi, ăn lá mơ đó. Ăn với lá mơ nữa. Không, lá chanh. Lá mơ. Chứ phải lá mơ hả? Lá chanh. Thôi chờ đại chai nước lẩu đi. Chứ đâu có chờ mà nước sốt luôn đâu. Ăn học. Củ ghiền. Có ăn củ ghiền chưa? Củ ghiền tao đâu có kêu không à. Có củ ghiền nữa. Có củ ghiền nữa. Rồi có để nhảy bún không? Nhảy bún không có. Ăn cái lẩu đó là kêu là cái lẩu gì? Lẩu Thái. Lẩu Thái gì mà có gừng có ngại. Lẩu Thái lai cờ đỏ đó phải không? Nó coi trong điện thoại á. Vậy hả? Nó coi đặng bữa nay nấu đó hả? Với lại gì thôi, biết không, bún nữa. Bún nè. Bún nữa, ớt. Ê, mình vô lẩu mình ăn cơm đó. Được không, à. Suka? Không, ăn mì với bún. Ủa, trời, lẩu. Ăn cơm không được sao? Ăn cơm đi, cho no, nhiều người quá ăn. Không thì vô Suka đấy, lẩu ăn cơm không được. Lẩu ăn cơm không được, ăn bún. Với gì nữa, ăn bún với gì? Rồi đó, có như không? Mì. Không ăn mì gói được hả? Có, được luôn. Mì gói có được luôn. Được. Ăn mì tươi, hủ tiếu luôn được không? Không. Lẩu mà. Lẩu ăn, ăn bún với lại mì không à? Mì tươi, hủ tiếu ăn cũng được luôn đó. Không chịu hả? Không chịu. Chịu à. Bún. Phở được không? Ăn chung với phở được không? À. Bún. Không nó chịu bún với mì không à? Rồi mua lẩu mà kiếm con cá dầu nhúng được không? Được.
trời, cái gì? Cá hú. Cá dồ. Cá dồ bạn, cá cha đó. Ờ. À, cá dồ là cá cha đó. Được. Được không? Anh cũng tôi đang học, anh cũng học theo. Học cái gì? Học, cá đó là đúng hả? Ăn đi. Dạ, 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 nữa nấu rồi lẩu cho ai ăn vậy? Cho mọi người ăn. Ừ. Cho anh ăn. Không, ừ. Cho người nào có người đây. Cho anh Vinh. Không phải, cái này là chỉ anh ăn nè, còn lẩu ai ăn? Nguyên nhóm. Cho anh Vinh. Lẩu dai ăn. Anh Vinh, anh Linh. Thánh hàng. Gì cho anh Linh. Ôi, bây giờ đổi bình ra, đổi bếp ra ha. Chưa một chút nữa, chưa có nấu. Chưa mà. Mini. Có ai mua đâu mà mình mới bàn thôi. Đợi đợi anh Thảo đi qua mới mua. Quên nữa, cái lẩu đó mà bỏ trái cóc vô mới ngon. Ừ. Nó chua. Ai mua chai nước ngọt uống không? Trời ơi, lẩu có lẩu bỏ nước ngọt. Mình khỏi xài chanh Suka. Suka lỡ hết chanh mình xài cốc với xài được không? Được không? Đó thôi. Lỡ hết chanh thì mình xài cốc với xài nữa nó cũng chua. Ờ. Ngoài chợ nó hết băng chanh bên đây ra. Thôi bỏ me vô được không? Hết đi còn hết tính. Nói quá trời. Ngồi đó đi. Rồi đi hoài chưa đâu, chút xíu mới mua, còn mấy là nghỉ mua đó. Nãy giờ nói chưa nghe hả? Anh Thảo chưa qua là anh Thảo qua mới mua đồ nấu lẩu được. Rồi, anh Thảo là chủ trì. Chủ trì, tưởng nó chủ trì chứ. Chủ trì đó. Anh Thảo mà điện qua Suka bữa nay anh không qua là không có lẩu ăn luôn. Dạ. Chưa điện hỏi thăm anh Thảo qua. Còn anh Thảo không qua, bữa nay mấy anh đây qua không, anh Thảo không qua là gọi luôn đó. Rồi, không có lẩu ăn. Bữa nay là ăn kho quẹt với lại rau luộc. Dạ, xuống sông bơi xuồng ra hái rau muống lên luộc, chấm nước tương. Ngon. Thích cần món đó hả? Ừ. Hay là ăn đọt lục bình. Lục bình ngày qua bẻ bánh mì không? Chú nào? Lại phép gặp ai cũng thưa chứ. Người không quen cũng thưa kêu luôn. Chú Năm của em hả? Chú Năm gột. Người đó không quen cũng kêu nữa. Chú gột đó. Người quen kêu, người không quen cũng kêu luôn. Không ai quen cũng kêu luôn. Sao không cho đi tậu đồ về hả? Tậu đồ hả? Đã nói anh Thảo chị có anh Thảo mới được, anh Thảo chưa qua. Tậu cái gì về? Đứng ngọt uống nữa. Thôi uống nước ngọt. Chưa. Em mua một chai. Uống nước ngọt nhiều là không có đẹp đó. Uống nước ngọt nhiều nhiều là không có hát được. Ăn đi. Cột tóc đẹp quá Suka. Bán cột. Ngồi đó đi. Ngồi đi đâu ngoài vậy? Chuẩn bị đâu à? Đi lên giọng chơi. Thôi ngồi đó đi. Đang nói chuyện mà. Đang nói chuyện mà. Ô vậy là nó thích ngồi một mình thôi, mình đi về đi. Đi nha, về hát nha. Đi về hát nha. Về hát nha. Không. Không thì ngồi đó nha. Không thì ngồi đó đi. Đứng gì cái này về. Ừ. Về một cái là mất cái lẩu đó. Ừ. Ừ, làm sao mất cái lẩu đi. Về là mất lẩu đó. Hôm ngủ có nằm mơ thấy gì không? Dạ không, tới sáng luôn. Mơ thấy cái nồi lẩu hả? Đừng thấy nồi lẩu. Có thấy trong cái nồi lẩu có con tôm hùm Alaska của anh Vinh không? Anh Vinh, anh Vinh. Trời ơi, nãy giờ nó giỡn thôi, bây giờ nói thiệt nè. Ừ. Coi móc tiền ra coi đủ tiền không? Không đủ đâu, mua cho. Có nhiều mua nhiều. Có nhiều mua nhiều, coi điểm. Điểm rồi, điểm rồi. Có 60 mấy ngàn. Điểm rồi, nhiều, điểm rồi. 1 ngàn, 2 ngàn. 69 ngàn. 69 ngàn, 1 ngàn nữa, 70 ngàn luôn rồi. Ừ, đây, vừa đủ 70 rồi. 69 như được 1 ngàn đâu. Đã mất tiêu 30 ngàn rồi ta. À, sáng ăn 2 tô bún rồi, mẹ ăn tô. Chưa ăn tô rồi. Đâu có tiền hết 30 ngàn. Phải ăn bún không? Phải ăn bún không? Chắc chưa? Ai trả tiền? Em. Hứa, hôm nay đãi mẹ luôn ta. Không thôi bây giờ đi xuống bơi xuồng ra xong bẻ lục bình lên làm bánh mì bán tiếp đi, có tiền nữa. Cái này bán lễ luôn. Ai kia gì kìa? Bà gì? Ồ, kêu tớ. Ơi. Chứ phải là kêu Suka ơi. Ừ, phải kêu Suka ơi thì ơi nghe. Mới mà. Bỏ túi đi chứ chẳng mấy chục rồi. Bỏ túi là chẳng mấy chục. Có 1 ngàn nữa mới 70. 70 mua được gì ta? 70 mua gì? Được mấy chục quá cho 1 ngàn nữa nè. À, 70 mua được nửa chai nước lẩu. Nửa chai nước lẩu làm được rồi. Mình nên Suka ăn thôi. Được không? Mình nấu nước lẩu với mình xúc xong nước lẩu lục bình với rau muống lên. Đúng rồi. Dư sức luôn. Mình lấy lục bình mình làm con cá. Ờ, đó. Mình đéo bộ. Rồi con cua làm bằng cái gì? Cái gì?
Cua làm bằng gì? Cua làm bằng gì vậy Suga? Làm bằng gì? Cái gì làm mình làm giống con cua nhất? Mình lấy lục bình mình làm con cua luôn. Ờ. Vậy đó hả? Mình vẽ hình mình để chữ con cua vô. Sao vậy Suga, nhiều món lắm đó. Bạch hà nè, sen nè, bông điển nè, chuối nè, nồi gai nè. Trời ơi, bỏ vô là nồi lẩu nó sảy luôn á. Rồi 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 rồi. Tao chặn mắt rồi đây Suga. Gọi lên cái tô đó ăn hết coi. Rồi ăn đi. Rồi ăn đi. Ăn đi. Rồi ăn đi. Rồi. Rồi. Ăn xong rồi đi về luôn, bỏ tôi ra đây. Về luôn à? Không. Mà ăn đi mà. Thôi vậy ăn hết tô đi, đi về ông ơi. Rồi, rồi, rồi thôi, đi. Tắt máy đi về đi. Về, tắt máy về nè.